Xong chưa em? Sai lại có thuốc dành cho bà bầu. Anh mua cho ai? Ờ thì người cùng phòng nhờ anh mua cho em gái. Người đó là ai? Em hỏi người đó là ai? Này, làm cái gì mà cứ phải gào cái mồm lên thế hả? Đừng có lằng nhằng nhá. Cô biết để làm gì? Để cô hỏi người ta, rồi người ta lại nghĩ là cô ghen chồng vô cớ. Đừng có mà tự bôi cho chất chồng vào mặt mình nữa. Anh Phương, em hỏi anh vẫn qua lại với cô ta đúng không? Qua lại với ai? Cái gì mới được chứ? Anh dám khẳng định là anh không làm điều gì khuất tất có lỗi với em cả. Anh không sợ. Mà thôi, đừng có lằng nhằng nữa được không? Hả? Đi làm cả ngày về mệt, bây giờ lại còn ghen tùng lung tung nữa. Không có lửa thì làm sao có khói? Anh tưởng em không có à? Tôi còn phải đi công tác, đừng có làm phiền tôi nữa. Muộn rồi. Mấy hôm nay cục cưng gây chuyện nhiều lắm phải không? Chỉ vì con nghịch nhá mà mẹ bị mệt đấy. Con là con phải ngoan nghe chưa? Anh nghĩ xem con của chúng mình ý, sau này sẽ giống ai? Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai nha. Còn nếu mà là con gái thì sẽ thông minh, dịu dàng và kiên cường như em. À đúng rồi, anh có mua mấy hộp thuốc cho em đấy. Đây này, bác sĩ bảo là rất tốt cho bà bầu. Em chỉ cần có anh ở bên cạnh là chắc chắn sẽ khỏe lại rồi ý. Được rồi, đợi anh một thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ đuổi cô ta đi. Rồi lúc đấy chúng ta một nhà, ba người sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà em sợ cô ta không đồng ý ly hôn. Cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Sáng nay lúc mà thầy mới lộ thuốc còn tra khảo anh cơ mà. Anh phát chán khi mà cứ phải diễn vai một người chồng tốt trước mặt cô ta rồi. Anh sẽ tìm một cách để đuổi cô ta đi nhanh chóng. Nhưng mà dù sao anh với cô ta cũng có con với nhau rồi. Em sợ anh lại vì nó mà không nỡ. Vậy nào? Mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Cứ để anh tính. Đuổi cô ta đi thì cũng dễ thôi. Chẳng qua là anh đang muốn giữ cho cô ta một chút thể diện. Chứ không thì... Anh nói nhanh lên đi nhá, em không chịu được nữa rồi đấy. Mấy nữa cái bụng này lớn lên nhá, mà người ta lại mang tiếng là không chồng mà chùa thì em không chịu đâu. Được rồi, anh thương, anh thương. Nhưng mà trong tương tác nhỉ? Nhưng mà nghe giọng điệu nó phải không phải là phụ nữ. Lẽ nào ấy? Anh về rồi đây à? Chuyện công tác vừa rồi của anh thuận lợi chứ? Không có vấn đề gì, vui vẻ. Cũng may là... Không cho em tìm được Facebook của chồng. Chồng có vẻ rất hạnh phúc và còn có người yêu. Đừng làm chuyện vô bổ nữa. Người ta đang sống hạnh phúc rồi thì em nên buông tha cho họ đi. Em nói thật, em nghi ngờ mãi không thấy chán à? Em... Anh đi làm vất vả kiếm tiền để nuôi hai mẹ con em, còn em thì... Làm ơn, đừng đảo lộn cuộc sống bình yên này nữa. Thế anh giải thích cho em, tại sao lại đi lập Facebook ạ? Anh đã nói với em rồi, anh với Ngọc mặc dù không còn yêu nhau nữa nhưng bọn anh vẫn có thể làm bạn mà. Chỉ có những kẻ ích kỷ mới không thể làm được thôi. Anh nghĩ em đi đây nào. Rồi anh còn nói bất cứ điều gì đi nữa thì em vẫn không tin anh, đúng không? Trước đây có thế nào? Vì còn hiện tại anh vẫn đang là chồng em cơ mà, em có muốn gì nữa? Hay là em muốn nghe câu trả lời từ anh?
là vì em có thai cho nên anh mới phải lấy em. Anh không có yêu thương gì em hết. Và anh cảm thấy bí bách vì cái bản ghen tuông của em. Cô ta đã nói như thế rồi, sao anh không lật lành ngửa trên tay cô ta luôn đi? Anh định để cái bụng của em to lên để cho người khác chỉ trỏ à? Em hy sinh với anh thế nào, thế còn anh thì sao? Thôi được rồi, đừng có giận anh nữa mà. Cô ta chỉ mạnh miệng thế thôi, nhưng tự trọng vẫn còn cao lắm. Không chịu được, tự khắc buông tay mà. Hay là anh còn tiếc cô ta? Ok, sẽ lại nói như thế. Được rồi. Anh xem cái này đi, để xem là có chia tay cô ta hay không nhá. Thực ra cô ta đã có thai rồi. Anh ấy chẳng qua là thằng đổ vỏ thôi. Bằng chứng lù lù như thế này mà anh còn luyến tiếc à? Khốn nạn. Thì ra là cô ta lừa anh bao lâu nay. Anh sẽ không để cho cô ta yên đâu. Khốn nạn. Thì ra là cô lừa tôi bao nhiêu lâu nay. Vậy mà còn sợ nó chất vấn tôi, ghét tôi được nữa. Cô đúng là ghê tởm mà. Mặt mày trời trẻ. Anh lấy cái thông tin đấy ở đâu? Tôi sẵn sàng đối chất, sẵn sàng đem qua đi xét nghiệm. Chứng cứ lù lù thế này mà cô vẫn còn cãi được à? Ngày đấy nếu như không thì tôi còn lâu mới lấy cô làm vợ. Không ngờ cô bắt tôi đổ vỏ từ ngày đấy đến bây giờ. Anh nói cái gì cơ? Sao cô chơi chạy nhỉ? Cô còn dám hỏi ngược lại tôi gốc này à? Anh không điều tra, không hỏi han mà buộc tội tôi như thế, anh đúng là vô lý. Bây giờ thì tôi biết rồi, tôi biết ai đã làm việc này rồi. Tôi biết chính cô ta đã làm việc này đúng không? Cô khốn nạn thì đừng có đổ tội cho người khác. Vậy anh còn dám đưa cô ta đến đây đối chất với tôi không? Cút ra khỏi nhà tôi, cút ngay. Cô đừng nghĩ là mình có tư cách để đối chất với tôi, để chứng minh với tôi nhá. Mà cô vẫn còn cãi được à? Cô không còn chút liêm sỉ nào nữa hay sao? Vậy còn có phải anh muốn quay lại với cô ta nên mới đuổi tôi đi đúng không? Phải! Tôi muốn tái hợp với Ngọc vì chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ của tôi thôi. Còn cô là phụ nữ không ra gì. Nghĩ đến những cái tháng ngày sống chung với cô, tôi cảm thấy thật ghê tởm. Tôi sẽ làm rõ chuyện này. Tôi không để mình oan ức thế này đâu. Cô trời. Chắc chắn cô biết hôm nay tôi gọi cô ra đây có việc gì đúng không? Biết. Nhưng mà tôi cũng nói thẳng luôn cho cô nhá, là tôi và anh Phương ấy không chia tay nhau đâu. Tôi đang mang thai con của anh ấy. Chúng tôi cũng có một đứa con trai. Đứa con của cô ấy mới là kết tinh của tình yêu, còn con của cô ấy chỉ là sản phẩm cho lúc say mà thôi. Mà có khi nhá, lúc đấy anh Phương lại hiểu cô của tôi khổ. Chờ trễ. Chắc cô không biết là mỗi lần đi công tác anh Phương đều ở với tôi mà. Thì đúng rồi đó, chẳng biết cô lắm rồi, chẳng qua là thương xót cô cho nên là hôm nay tôi nói ra là để cô biết đường mà tự buông tay cho đỡ nhục. Cô đi cướp chồng người khác mà còn nói cái giọng đạo đức đấy à? Tôi không biết xấu hổ. Này, chính cô ấy mới là người trơ trẽn về bộ tình của chúng tôi. Bây giờ tôi chỉ trả lại cho cô những gì cô ban thôi. Cô và anh Phương là bị gia đình ngăn cản. Lúc ấy hai người đã chia tay. Tôi không phá hoại cô. Cô đang tự an ủi mình đấy à? Cho dù cô có đưa ra hàng ngàn hàng vạn lý do nào đi chăng nữa, chỉ cần một lý do duy nhất là anh Phương không yêu cô, vậy là thôi. Nếu cô muốn ấy, thì cứ thử hát chúng tôi thử xem. Khổ. Cô làm cái gì đấy? Ồ, ta!
sao không? Cô ấy không làm gì cả. Không làm gì mà Ngọc lại ngã danh thế à? Tôi nói cho cô biết, nếu như Ngọc và con của cô mà có xảy ra bệnh viện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ngọc, cô đứng lại tôi ngay. Tại sao cô lại làm thế? Trả lại nhà và tài sản cho tôi đi. Anh bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy, em tiền cho gái có đòi được không? Có. Này, đừng làm vậy. Tôi có thể kiện anh tội hành hung đấy. Tại sao hả? Tại sao á? Năm xưa anh vì gia đình mà bỏ tôi, khiến tôi mất đi đứa con của mình. Cho nên bây giờ ấy, tôi đã thề rằng anh nhất định phải nhận quả đắng. Thì ra cô làm thế là có mục đích. Cô cố tình hại tôi. Đúng vậy. Ngọc, anh xin em đấy. Còn con chúng ta thì sao? Chúng ta mất con nhưng mà đứa bé hiện giờ ấy không phải là con của anh. Anh vẫn tin vào điều đấy à? Bây giờ anh ý tan nhà nát cửa, tiền mất tật mang. Tôi nghĩ là anh nên tự gặm nhấm cái nỗi đau này đi nhá. Linh. Anh đến làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi, không có bất cứ mối quan hệ nào. Anh xin em đấy, tha lỗi cho anh đi. Anh mất hết tất cả rồi, cô ta lừa anh. Hai người là định mệnh của nhau cơ mà. Còn tôi chỉ là con đàn bà long loạn cùng đứa con hoang. Giờ gặp chuyện anh lại đến tìm tôi. Em không thấy nụ cười mà. Anh cũng là ngu dốt mà. Anh cứ nghĩ là cô ta yêu anh thật lòng, quay về bên anh. Nhưng không, cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của anh thôi. Cô ta đòi anh sang tên nhà, sau đấy bán hết tất cả. Giờ anh không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Cứu anh thôi. Cho dù anh có nói vậy, thì tôi cũng không để anh ở lại đây đâu. Đừng mà, anh xin em đấy. À rồi, em không biết không, cái thai đấy không phải là của anh đâu. Là cô ta gài với anh, cô ta lừa anh. Cô ta còn tạo ra bằng chứng giả để anh tin rằng con chúng ta không phải là của anh. Cô ta thâm hiểm và độc ác lắm em ạ. Tất cả đều là do anh tạo nghiệp, giờ anh phải gánh. Còn chuyện tôi và con tha thứ cho anh là không thể. Anh xin em đấy, Linh ơi. Cô ra. Anh đi ra khỏi đây đi. Chuyện anh làm đâu phải một hay hai chuyện. Tha thứ không bao giờ. Mời em đi cho.